Hello, hello. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý cô bác anh chị, hôm nay là buổi chiều thứ 6 ngày 23 Tây tháng 8 năm 2024. Và hôm nay thì buổi chiều nay đó bếp cơm không có phát cơm mà phát nhu yếu phẩm. Mỗi một người sẽ nhận là một bịch gạo ST25 và một gói nhu yếu phẩm gồm có là mì rồi nước tương và các cái nhu yếu phẩm khác. Thì toàn bộ cái 100 phần quà này đó là của gia đình cô chú Tư, là chủ quán cơm ở cổng số 6 của bệnh viện Chợ Rẫy. Hai cô chú là phát tâm để tặng bà con nghèo có cái hoàn cảnh khó khăn, mỗi một người một phần quà, và mục đích là hồi hướng công đức cho tứ thân phụ mẫu là Dương Tấn Bình, Nguyễn Thị Trị, Nguyễn Thị Truyện và Nguyễn Văn Chí. Thì cầu mong cho các ông bà là được siêu thoát, và mong là bà con cô bác, những cái người khó khăn ở đây thì sẽ bớt đi một phần khó khăn trong những cái lúc mà thời buổi này. Thì thực tế mà nói là cũng toàn thế giới là khó khăn, nhiều nơi thì còn chiến tranh liên miên, đánh nhau tối ngày, ăn không có. Nhưng mà ở đây thì ở Việt Nam thì cuộc sống rất là bình yên, người giàu có một chút thì chia sẻ cho những người khó khăn hơn. Theo như cái truyền thống của người Việt Nam là lá lành thì đùm lá rách ít thì đùm lá rách nhiều, và lá rách nhiều thì đùm lá tả tơi thì đùm lá bấy nhầy. Thì một chút xíu nữa thôi là bếp cơm sẽ phát những cái phần quà này theo phiếu. Thì gạo đây các bạn, là gạo này là gạo ST25, và gạo này là đoạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019 tại Manila. Đó, gạo sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng nhé, chất lượng quốc tế ở đẳng cấp rất là cao. Hôm trước thì có một số người ăn cơm ở đây nói là cơm sống, thực ra là không phải là sống đâu, do là nhiều khi cô chú cho các loại gạo khác nhau thì bếp cơm nhận, sau đó nấu thì có cái chín trước, có cái chín sau. Ví dụ như cùng một loại này á, thì mình nấu là nó sẽ đảm bảo nó chín cùng một lượt. Nhưng mà bây giờ nhiều khi hết nước rồi thì phải bắt cái gà, phải tắt bếp. Nên là có những cái cơm gạo thì nó đã chín rồi, nhưng cũng có những cái gạo thì nó lâu chín. Thì cũng cái này tùy thuộc vào chất lượng gạo nhé, chứ không phải là bếp cơm nấu cơm sống đâu. Thế rồi đây một cái gói nhu yếu phẩm đây các bạn, thì có là đây, đã để sẵn trong này rồi. Đó, đường này, nước tương này, rồi mì gói. Được rồi, cô cứ ngồi đấy, cô ngồi đấy. Ai có phiếu thì ra nhá, bếp tụi con chuẩn bị phát rồi các cô chú. Cô chú nào có phiếu thì mình cầm sẵn ra nhá. Ở đây mới có khoảng 20 người thôi, còn 80 người nữa đâu rồi ta. Gì dữ vậy? Đấy, 100 phần đây mới có 20 người thôi. Dạ. Cô bác xếp hàng đi ạ. Đây mới có 20 người, còn 80 người nữa đâu rồi. Mới có mười mấy người, 20 người à. Đây phát 100 người nhá. Mà giờ mới có chừng khoảng 20 người thôi. Mới khoảng 20 người em à. 80 em nữa chưa thấy đâu. Ai có phiếu nhận quà thì qua bên đường, qua xếp hàng đi ạ. Cô chú nào được phát phiếu rồi thì mình qua mình xếp hàng đi giúp em ạ. Mình cứ ngồi xuống đỡ mỏi chân chút xíu. Mời 100 người, bây giờ mới có chừng khoảng 20 người tới. 80 người kia không biết đâu rồi, cô chú gọi điện cho họ tới đi. Không, mới có 2 chậu cà. Có phiếu á, có bác phiếu. Vâng. Có 100 phiếu lận. Này có 2 chậu cà. Cô bác cứ để xe ở bên lề, rồi mình chờ chút xíu. Bếp cơm là phát 100 phiếu mà giờ mới có 20 người thôi.
Này là phát cho người ở Sài Gòn. Bây giờ mình mang mì gói đi, mình đâu là mình mang gạo đi đâu nấu được đâu mấy chị trong nhà thương. Mới cô phát ở đâu, có phiếu ở đâu? Cô phát phiếu đâu? Và đây rồi. Mới đây hả? Vâng. Vâng vâng. 3 giờ, giờ kém 5 rồi. Vâng vâng. Rồi, ai có phiếu mới đứng vô hàng nha. Chú nón xanh có phiếu không thưa chú? Ai ai nón xanh có, chú nón xanh có phiếu thì chú đứng vô hàng giúp con nha. Rồi, ok ok. Thì ai có phiếu vô xếp hàng giùm con nha mọi người. Cô gọi cho 500 anh em lại đi. Rồi còn mấy phút nữa. Đây trước giờ phát đây. Thưa cô bác anh chị, hôm nay thì bếp cơm sẽ cô Tư và chú Tư sẽ dùng cái tiền cá nhân của mình để tặng 100 phần quà mùa Vu Lan hồi hướng công đức cho tứ thân phụ mẫu là Dương Tấn Bình, Nguyễn Thị Trị, Nguyễn Thị Truyện và Nguyễn Văn Trí, để tặng những cái phần gạo, mì rồi nhu yếu phẩm này cho bà con cô bác có những hoàn cảnh khó khăn ở Sài Gòn. Hẹn là 3 giờ thì phát. Thôi bây giờ thế này đi, chắc anh cô cứ cho từng người lên một đi, cho từng người lên một đi. Rồi ai thâu phiếu, ai thâu phiếu, anh Lai thâu phiếu ở dưới kia kìa, anh Lai. Rồi từng người một nhá, nhận xong rồi cô bác mình rồi chúc sức khỏe. Dạ rồi, cảm ơn cô chú. Vâng. Rồi cứ từng người đi một đi. Dạ, nhận xong rồi người khác tới lấy tiếp. Rồi mỗi người sẽ nhận gạo, nhận rồi cảm ơn. Từng người lên một, từng người lên một. Rồi cảm ơn các cô chú. Không, phải phải đưa phiếu. Ủa sao ông này có hai phiếu này? Hai phiếu luôn. Rồi có những người nhận hai phiếu đi nhận dùm. Anh Lai ơi coi có phiếu nhá, có người không phiếu cũng xếp hàng đi anh. Dạ. Cô chú nào được phát phiếu thì mình nhận nhá. Đây, gạo các thứ ở trong này rất nhiều này. Cái này do cô chú Tư tài trợ. Rồi, cô bác nhớ cảm ơn gia đình dùm cô bác ơi. Rồi,
mỗi người nhận một phần, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Các bác xe ôm vé số rồi. Mỗi người một phần giúp em. Phát gạo, phát mì, nước tương, đường, bột ngọt, mì gói. Cô bác nào được phát phiếu thì mình đưa phiếu để nhận nhé. Phát theo phiếu. Dạ dạ. Rồi, cô bác nào được phát phiếu thì cầm theo nhé. Rồi, chúc sức khỏe. Đây, vẫn còn rất nhiều. Dạ, cảm ơn bà Tư kìa. Dạ. Cô bác nào được phát phiếu thì sẽ nhận nha. Đây, đồ vẫn còn rất nhiều này quý vị này. À, nhu yếu phẩm này. Rồi, gạo đây. Đó. Còn rất nhiều luôn. 100 phần. Rồi, cô chú nào được phát phiếu thì mình lại lấy gạo, lấy nhu yếu phẩm giúp em. Đưa phiếu để nhận nhu yếu phẩm nha. Mình nhận gạo, nhận mì. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Người nuôi bệnh thì hàng ngày phát cơm, phát tiền rồi. Bệnh bây giờ gạo ở đây bà đâu có nấu được. Trời ơi. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi. Rồi, ai có phiếu thì mình ra xếp hàng nhá. Mấy ông ở đây là tới lấy cơm lấy tiền ăn được rồi, còn gạo đây người ta cho những người họ nấu được. Đây không có trình bày, cái này là giúp cho người ta không có nhà cửa, ta nghèo khổ thôi. Còn mình ăn cơm mỗi ngày được con. Rồi thôi đi chỗ khác, đi chỗ khác không trình bày ông ơi. Giờ giờ này không phải giờ trình bày ở đây. À, bếp cơm là thấy những cái cô chú mà đạp xích lô bán vé số rồi hoàn cảnh khó khăn thì tặng các cô chú phiếu rồi có hẹn là 3 giờ tới để lấy thì bếp cơm sẽ phát theo phiếu, nhưng mà có nhiều người cứ thấy phát quà là cứ lại hỏi. Rồi để xe bên lề đi mấy cô. Rồi có phiếu là phát ạ. Cứ có phiếu là phát nhé. Cô bác nào được phát phiếu lãnh quà thì mình mang phiếu qua đây rồi đổi lấy quà tặng. Rồi mình đi tới nhận đi các bà. Rồi, bà tiếu trên đây cho con hỏi thăm. Rồi, bà làm nghề gì? Tôi hả? Đi dụng gì với trai. Rồi, bà ở đâu? Ở phường 9. Phường 9 là quận 5 à? Tân Bình á? Tân Bình. Rồi. Bà, rồi, cảm ơn bà. Dạ, rồi. Rồi, bà ở đâu? Cũng lượm ve chai luôn. À, rồi, cảm ơn. Dạ. Ở hôm nay khỏi lượm. Dạ. Đây, nguyên cả phường có nhiều cô đây, cứ có cái xe đạp đấy. Là đi lượm ve chai. Thì cô Tư đi vòng vòng rồi tặng quà cho các cái cô bác mà làm là nói chung là các cô bác là người lao động nghèo khó khăn. Mang phiếu lại đây. Chỗ này đạp xích lô chở Nguyễn Duy Phương. Rồi chúc sức khỏe chú nha. Rồi xin cảm ơn.
Rồi cảm ơn chú. Dạ rồi cảm ơn, cảm ơn. Đó, giờ chú nhận gạo nhận ấy xong lại đi tiếp tục đạp xích lô. Đây, cứ ai có phiếu là tới nhận nha. Rồi, mời cô nhận một phần quà. Rồi, chào cô Lan Hứa nha. Quà vẫn đang còn rất nhiều nha quý vị. Rồi, cô bác nào có phiếu thì qua xếp hàng mình nhận gạo, nhận mì nha. Rồi cảm ơn anh Dương Châu Tuấn nha. Ai có phiếu thì mình cứ để xe bên đường, qua bên này mình nhận gạo, nhận mì. Có phiếu là mình có phần. Chú ngại, chú có phiếu mà không dám lấy. Sau tự nhiên lên chú nhá, cứ tới là có là tới thôi. Có phiếu là có phần rồi. Rồi xin cảm ơn chị Hoàng Thùy nhá. Đây gạo, mì các thứ là nhu yếu phẩm vẫn còn. Thì phát là lúc 3 giờ chiều, có thông báo 3 giờ chiều mà giờ này các cô chú nhiều người có thể là còn đi làm hoặc là đang trên đường tới. Khi nhận cơm nhưng mà không phải là bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh, đuổi đi, bị đuổi đi rồi bây giờ nó lên mạng là nó chửi. Dạ rồi cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe. Phát ở ngoài đường ấy là rất nhiều giang hồ lưu manh. À, bếp cơm là phát cho đúng người, đúng những người hoàn cảnh khó khăn thực sự. Rồi cô bác nào có phiếu là mình nhận một phần quà nhá. Hai phiếu thì hai phần. Rồi cảm ơn bà nhá, chúc bà sức khỏe. Dạ rồi. Phiếu là đã phát trước, 100 phiếu được phát cách đây một ngày. Chú, em không có phiếu làm bảo vệ ở chợ, có cho em lần. Cái này phiếu là đã phát trước rồi em. Ừ. Phiếu là phát trước lâu rồi. Ừ. Rồi cảm ơn em. Chị đã làm bảo vệ. Không, nhưng mà bảo vệ thấy bảo là đấy, cũng có những người mặc cũng rất lịch sự nhưng mà ai có công ăn việc làm ổn định thì bếp cơm cũng không có tặng. Đây các bạn nhìn này, mấy cô chú là xe ôm, nói chung là rất là khó khăn thì bếp cơm mới tặng. Đây để hỏi thăm bà nhé. Cô con hỏi thăm là thưa năm nay là cô nhiêu tuổi? Cô 70. Thưa cô làm nghề gì ạ? Cô không có làm gì, cô ở nhà lượm ve chai. Coi nhà lượm ve chai, cô ở quận mấy thưa cô? Cô quận Tân Bình nha con. Rồi sao cô có phiếu này? Rồi thưa cô nhận được một phần quà, cô có mừng không? Rồi con cảm ơn cô nhá, chúc cô sức khỏe. Dạ. Cô là cũng 70 tuổi, không có cái việc làm ổn định. Thì bếp cơm cũng xét, nói chung đắn đo để gửi tặng đúng người, để tặng đúng người, những cái người khó khăn thực sự. Chồng bị mù á. Dạ. Rồi
Đây chuẩn bị tiếp tục có những cái cô khác tới nhận này. Rồi cảm ơn Đào Mừng nhé. Được. Em nhận được quà em mừng không? Em làm nghề gì? Dạ phụ ba mẹ. Phụ ba mẹ. Rồi em ở đâu? Dạ quận 10. Quận 10. Rồi cảm ơn em nhá. Rồi cô bác đang theo dõi video clip phát quà thì ở trong này đó. Nên là bây giờ nó quay ra nó phá những các cái live stream của Tuấn Dương. Đây còn những đây các bạn nhìn các cô chú mà lượm nhặt ve chai được phát phiếu là cũng sẽ từ từ sẽ phát hết 100 cái phần quà này. Đây bây giờ nhiều ông bà dựng xe từ tút xa ngoài kia kìa tới để nhận. Rồi có người nhận 2 phiếu. Nhiều khi người lớn tuổi quá thì không có. Thôi cảm ơn, chúc sức khỏe. Đây các bạn nhìn có những bà thì chống gậy tới này. Người khó khăn thực sự. Người ta vẫn nói một câu chó sủa thì mặc chó, còn đoàn người thì vẫn cứ đi. Rồi quẹo vô xếp hàng vô lấy quá cô ơi. Rồi chúc sức khỏe, dạ. Dạ rồi chúc sức khỏe. Cô chú nào có phiếu thì nhận. Rồi tụi con đã phát phiếu từ ngày hôm trước rồi. Đây này em, ví dụ như bên kia có hai cô chú là làm tạp vụ trong nhà thương thì bọn em cũng không có tặng cơm, vì các cô chú làm ở trong có lương nên là tụi em cũng không có tặng, nhưng mà cứ khi bếp cơm em phát quà là các cô ra. Cô có con ở trên hoài à. Thứ bảy chủ nhật thì bếp cơm sẽ nghỉ không có phát thức ăn. Thôi giờ chắc em tạm dừng video clip này tại đây nhá. Cảm ơn gia đình cô chú Tư đã phát tâm tặng những cái phần quà này cho những bà con cô bác có hoàn cảnh khó khăn ở Sài Gòn. Hẹn gặp cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Đây có người tới rồi đó. Có phiếu không bà ơi? Bà đưa phiếu bà lấy quà. Rồi bà chắc chân yếu. Rồi đau cẳng. Rồi cảm ơn bà nhá, chúc bà sức khỏe. Đó, đây là còn 28 phần. Rồi ai có phiếu thì nhận quà nhé, cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn cô. Dạ dạ cảm ơn cô. Cô bác mình xếp hàng nhận bánh bao, xếp hàng đi cô bác ơi, chờ một người ta ra rồi tụi em phát một mẻ, tránh vòng qua vòng lại. Rồi mời cô bác xếp hàng nhận bánh bao, 100 cái bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn cho 100 người đầu tiên. Nhận quà qua đây chị ơi, nhận quà sang đây, đưa phiếu để nhận quà.
Rồi, một phần gạo, một phần nhu yếu phẩm. Ai có phiếu thì mình nhận gạo, nhận nhu yếu phẩm giúp em nhá. Rồi, tới đi cô ơi. Ai có phiếu thì mình nhận nhu yếu phẩm, nhận gạo, nhận mì, nhận nước tương, nhận đường. Dạ, từ từ anh. Rồi, cô bác trong nhà thương mau chóng ra xếp hàng đi. 100 người đầu tiên sẽ có 100 chiếc bánh bao nóng hổi thơm ngon mời các cô bác. Nhanh chân xếp hàng giúp em, miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Ở Sài Gòn cái gì cũng phải trả tiền, chỉ có tới đây là miễn phí thôi. 100 cái bánh bao, mời cô bác xếp hàng. Rồi, chú kiểm tra đủ 100 người chưa chú, anh mới 99 người. Rồi đủ rồi đó. Rồi, cô bác trong nhà thương nhận bánh bao ăn buổi chiều rồi ra xếp hàng đi ạ. Mỗi người một phần giúp em nhé. Dạ rồi. Rồi, từng người lên một, mỗi người chiếc bánh bao nhá, gửi tặng các cô chú. Rồi, chúc các cô chú ngon miệng nhá, người nhà mau hết bệnh đi về. Mỗi người nhận một bánh bao giúp em. Rồi, có phiếu nhận gạo thì vô trong. Rồi, mỗi người một chiếc bánh bao. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn chú. Rồi, 100 chiếc bánh bao thơm ngon gửi tặng các cô chú. À, cô bác thông báo những người khó khăn trong nhà thương nhá, không có tiền mua cơm ra đây nhận bánh bao ăn cho đỡ tiền. Rồi, cảm ơn. Dạ, mỗi người một phần, mỗi người một phần giúp em chia sẻ đi các anh chị. Mỗi người một chiếc bánh bao nhé. Rồi, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Mỗi người một phần, một chiếc bánh bao. Mỗi người một chiếc bánh bao, cỡ ơi chừng điện thoại cô. Rồi, cô bác trong nhà thương xếp hàng nhận bánh bao dùm em nhé, bánh bao nóng. Mỗi người một chiếc. Rồi, mỗi người một chiếc các cô ơi, mỗi người một chiếc. Rồi, mỗi người một chiếc bánh bao. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Rồi, nhanh nhanh. Rồi, còn 5 cái cuối cùng. Rồi, còn mấy chiếc thôi, rồi. Lè lên, còn ai không? Rồi, quẩy vô đi chị. Rồi, quẩy vô kia đi. Rồi, vô luôn. Rồi, 1 cái cuối cùng. Rồi, còn một chiếc bánh bao cuối cùng. Rồi, cho chị gái trong nhà thương. Rồi, đây còn mấy phần quà nữa thôi các bạn. Rồi, tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video clip nhé. Hẹn gặp cô bác anh chị trong video tiếp theo. Quà này thì từ từ mọi người sẽ tới để nhận tiếp. Rồi. Đó. Mấy chú xe ôm giờ mới lại.